mua này đông quá các bạn, mua này à. Hai bên đều là tấp nập mua bán ngon chọn đồ. Dễ, dễ thương đấy. Đồ luôn, hay quá. Ô oh, vô rồi oh. Đây các bạn, đặc sản đó nè. Đây là món gì cô? Món cà na đặc. Cà na. Cà na đặc. À. Cà na đặc với ớt. À. Đây là me ngâm đường. Đường này dạ. Nhìn hấp dẫn quá ha chị. Dạ vâng. Cái nướng bao lâu rồi được chị? Chút à. À chút là được luôn à? À dạ. Cái này một chiếc này bao tiền chị? 15 ngàn. 15 ngàn à? À. Cái này nó có cái gì nhiều chị? Có tôm này. Tôm, trứng. Tôm. Rồi gà, ba rọi. À. Nói chung là nó đủ thứ ấy, thập cẩm. Vậy là thập cẩm thì em. À dạ vâng vâng đúng. Dạ dạ. Vâng, xin chào tất cả các bạn. Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh Ngọc Lách của mình. Vâng, thưa các bạn, chỉ còn hơn một tuần nữa là tới Tết Nguyên Đán. Và hiện tại bây giờ thì mình đang có mặt tại cổng của chợ đêm Thủ Dầu Một. Vâng, và các bạn có nhìn thấy chứ kìa. Đây chính là cái biển hiệu của chợ Thủ Dầu Một đấy ạ. Vâng, hôm nay là thứ 6 nhưng mà mình thấy là không khí ở đây cũng khá là đông. Đó, trước mặt các bạn đây chính là cái khu vực để xe. Và bây giờ mình sẽ đi vào phía bên trong để giới thiệu cho các bạn. Rất là đông các bạn ạ. Đường vào nhà để xe là không có lối vào luôn. Vâng, ngoài mình có để ý là ở bên ngoài cái nhà để xe này thì có mấy cái hàng quán bán khá là nhiều các bạn, chuyên về đồ ăn này, có bánh canh rồi súp cua đủ thứ các bạn. Không khí khá là nhộn nhịp. À. Đây các bạn, phía bên cạnh của nhà để xe các bạn có thể thấy đây là rất nhiều luôn. Có bún rồi, có súp cua này các bạn. Đây có hàng súp cua. Cổng này có chú bán táo đây các bạn, nó hoa quả rất là tươi đây. Bên này là hai cái giấy chuyên về tiệm giày dép này. Đó. Hai bên đường, còn phía giữa đường là về bán các dạp quần áo rồi cũng như là đồ ăn di động đây. Đây con này là con à, đây là bán chuyên về con chuột đây các bạn. Ơi chuột này dễ thương đấy.
Cái này ai bán đấy chị nhỉ? Chị bán đúng không ạ? Cái này là chuột gì chị ơi? Hunter. Chuột gì? Chuột Hunter. Chuột Hunter à? Cái này bán bao nhiêu một con đấy chị? Cái này này. Bao nhiêu? 50.000 ạ. Ồ, đẹp thế nhỉ. Cái loại nó có kén ăn không ạ? À? Nó có kén ăn không, dễ nuôi không ấy? Hay là mình mua đồ ăn sẵn này, có ăn cầm theo là được? Dễ mà. À thế ạ? À, đây là các bạn. Chuột Hunter à? À, các bạn thấy không? Đấy, dễ thương đấy. Và bây giờ mình sẽ tiếp tục đi vào trong các bạn. Đó là không khí chợ rất là đông luôn. Bạn này cô được bán quần áo này. Tai nghe đây các bạn. Cái này là cái mới này gắn một cây đào chị đúng không ạ? Hay là gắn ở đâu ạ? Đào mai. À, này bạn. Bán được không chị? Này nó này bán được không? À đấy. Cái này em hỏi một chút là cái này là hôm nào nó cũng đông như này ở cái chợ này chị? Mới cho bán ngày đầu. À nay bán ngày đầu à? À dạ dạ. À ok, cảm ơn nhé, chúc chị bán đắt nhé. Dạ dạ dạ. À đây các bạn. Đây chuyên về các cái cửa hàng về thời trang này. À. Đây là mấy cái khu vực này là chuyên về giày dép nha các bạn. Đó, ngập tràn luôn hàng hóa. Tiệm bánh này. Và khu này là quá là đông luôn các bạn, như là tắc đường luôn, đường nó hơi nhỏ đó nhưng mà đông người nữa. Đó bên này mấy cái xe đẩy về túi này, đó. Khách lượt rất là đông luôn. Cái
đồng hồ này các bạn. Bên này là chuyên về quần áo nữ đây. Đây là chuyên về quần áo nữ này các bạn. Mọi người đang rất là tấp nập để lựa đồ đấy. Đông quá các bạn mua này à? Hai bên đều là tấp nập mua bán còn chọn đồ. Về dép này các bạn, dép nữ à. Yeah.
À đây các bạn. Ăn vặt. Cô ạ, con thích quay chú được không cô? Qua đây cô bán đồ ăn vặt ngon quá. À, giới thiệu các bạn đây chuyên này. Ô đủ lại món luôn các bạn. Đây các bạn. Đây là món đặc sản nè. Đặc sản đó ạ. Đây là món gì cô? Món cà na đập. Cà na. Cà na đập. À. Cà na đập muối ớt. À. Cái này là me ngâm đường. Me ngâm đường này dạ. Chua ngọt. Dạ. Xoài cốc chua ngọt. Rồi, con ở đây là mấy cái này là bán đắt nhất á. À, còn mấy cái trong này là sao cô? Cái này là mất luôn bán được luôn. À. Đắt lắm mà cỡ này tốt. Còn cái này là cái cà na ngào đường. Đây là cà na ngào đường ạ. Dạ. Rồi đây các bạn. Xoài lắc cốc lắc. Rồi, xoài lắc cốc lắc là đủ thứ luôn. Cô cái nào mình cũng bán ở đây rồi cô? À, dạ. Cô làm người bán ở dưới bất lịch rằng á, trong ở dưới không ra mùa dịch người ta không cho bán. À. Dạ, dạ. Nhưng mà mình bán ở đây lâu chưa? Cô bán ở đây lâu chưa cô? Lâu rồi. À. Bán ở đây cũng 4 năm rồi. 4 năm hả? Nhưng mà so năm nay với mọi năm là năm nay có đông khách hơn không hay là khách ít hơn năm cô? Năm nay khách đâu bằng như mọi năm đâu, mình dịch nè. À. Dạ dạ dạ. Vâng. À, cho con một suất này đi, cái này bán thế nào đấy cô? Cái này nè. Một suất là 30.000. Rồi cho con 30.000 đi, phải ăn thử xem. Ăn thử đi. Dạ. Đây các bạn. Con không ăn được cay. Hả? Không ăn được cay. Dạ. Dạ. Đâu ạ. Rồi được con, để con ăn, con ăn thử cái hết cái miếng này đã. Ừ. Đâu ạ. Cô cho mình ăn thử một miếng này các bạn, hấp dẫn các bạn. Cô là mình là người ở đây luôn à cô hay là? Không, người miền Tây. À, người miền Tây ạ. À. Ở Đồng Tháp, dạ dạ. Cái này là ban ngày là đoán trong này đúng không? Không, ban ngày không có bán, chỉ 5 giờ chiều ra bán. À. Ban nhật này là 5 giờ chiều mới được bán. À đấy ạ. Ban ngày thì ở đây người ta bán chợ cá, thịt cá, rau rồi đó mà. À, ngon quá. Con cảm ơn cô nhá, con chúc cô buôn này bán đắt nhá. Dạ dạ dạ. Dạ ok ok, này, cô ạ, dạ dạ. Đang ở đường Bạch Đằng nhé các bạn. Ở Bạch Đằng này. À. Dạ. Đây là gỏi xoài này, đủ thứ luôn. Cái này à, con không rõ cái đồ đồ gì luôn á. Ở đây mình có cái này, cô này, cô bắp này. Ừ. Đây là cái gì, củ gì cô? Củ dông á. À. Trong này là kêu củ dông, mà trong này là kêu củ bình tinh. À, dạ. Ừ. Đây là có khoai này các bạn. Còn đây là cái gì à? Củ lùn. Củ lùn đúng không ạ? Còn, ừ. Còn đây cô? Hạt dẻ. À, hạt dẻ. Còn đây là có hạt lạc này đúng không? Dạ, à, dạ. Dạ. Rồi, giới thiệu các bạn. Bà báo là về Bình Dương là ủng hộ. Dạ dạ. Dạ 10.000 ủng hộ các bà già bà bán à. Một trái bao nhiêu cô? 10.000 ạ. Con nếp hả? Dạ Mỹ con nếp đây chị ăn nếp. À. Đây, nếp đây. Đó, nếp đây. Giới thiệu. Cô bán đây lâu chưa cô? 5 năm rồi. 5 năm rồi ạ. À. Đó là ngày nào mình cũng bán ở đây luôn đấy à? Đúng rồi, mấy ông công an vô mấy ông để đứng bán buồn mấy ông dí chạy. À, tức là khi nào ông cái dí thì mình chạy à? Ngon lắm, em gọi bắt cho chị yên tí nè. Ngon lắm, mừng nha.
cỏi đu đủ này các bạn, đầy đủ lắm. Đây là xiên que nướng của Tâm. Đây là ném, là ném phi tiêu đây. Cứ pháo đi, cứ pháo đi, cứ pháo đi. Cho bạn em, cho bạn em phóng lên nút. Cái này phóng sau đây anh ơi. 59 tiêu anh. 50 bao nhiêu tiêu? 9 tiêu. 50 được 9 tiêu à? À. 50 ngàn được 9 tiêu nha các bạn. Chúng 9 tiêu được cỡ lớn, 7 tiêu được cái chuối. Còn chúng dưới 7 tiêu mình lấy con gấu. À, rồi rồi rồi. Rồi, hay quá. Hay quá. Hay quá. À, tiếp tục nào. 1 rồi, tiếp rồi, 2 ồ ồ ồ ồ sao không vô đi, vô đi, vô đi, vô đi, vô đi đại ca. Chơi luôn. Nhà vô, nhà vô, nhà vô. Một, hay quá, hay quá, hay quá, bạn gái chơi hay quá. Đưa ba phóng đi, đưa ba phóng đi. Con sẽ còn phóng đi. Hai tiêu, hay quá. Để cho nó phóng đi. Wow, bây giờ mọi người càng ngày càng đông các bạn. Khu vực phi tiêu này càng ngày càng đông luôn. Ôi. Em không rồi. Không rồi. Không được. Hay quá. Ôi, hay quá. Ôi, vô luôn. Vô luôn, hay quá. Ô vô rồi, ôi thiếu một chút xíu, thiếu chút xíu. Bên này là bò lá lốt này, cá bò viên. Rồi các bạn, mùi thơm nghi ngút luôn đây này. Bán không chị? Nay đông khách không? À đấy ạ. Nhưng mà thường thường ở cái khu vực này là hôm nào là đông nhất, cuối tuần thứ bảy hay chủ nhật à? À. Dạ dạ dạ. Mình ăn uống gì mình vô mình lựa cho em đi anh chị ơi. Đồ chiên, đồ nướng, trà sữa, trà đào ạ. Dạ đây các bạn. Hai cảm ơn nhá. Rồi rồi rồi. Thôi ăn uống gì mà. Bên
Bên này có bánh tráng nướng này các bạn. Ê, chào người đẹp, cho em quay chút xíu nhé. Rồi, đây các bạn, đủ các món luôn. Cái này bao nhiêu một chiếc đây hả? Dạ, 15.000 ạ. 15.000 một chiếc à? Dạ. À, con này đầy đủ luôn. Còn cái bánh mì này thì sao? Bánh mì nó mới lắm. Là bao tiền? 20.000 một phần. 20.000 một phần à? Ồ, hấp dẫn quá ha. Này bán được không người đẹp? Dạ, bán được. Này bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, 23. 23, ôi nhìn trẻ thế. Ok, cảm ơn nhé. Ok, ok, ok. Bên này là có trứng nướng này các bạn. Khu vực bên này bán khá nhiều cái đồ ăn luôn. Bên này có cả kem dừa, kem khói này các bạn. Kem dừa, kem khói đây. Nhìn quá là hấp dẫn luôn. Bây giờ chị cho quay chút xíu được không? Để quay cái này thôi. Ồ. Cái này bao nhiêu một suất đây cô? Bao nhiêu ạ? 25.000 ạ. Wow, bạn nhìn đây này. Ok, cảm ơn nhé. Giờ hấp dẫn quá. Đây là khu vực sông Bạch Đằng này các bạn. Đó. Mọi người mua đồ ăn ở trong kia ra đây ngồi nói chuyện rất là đông luôn. Đây mọi người ra đây ngồi rất là đông các bạn đây. Ngồi ra đây ngắm cảnh đây. Đây. Bây giờ mình sẽ tìm đường quay lại cái chỗ để xe đây các bạn. Nó đi một cái vòng khá là rộng rồi đó, bây giờ giã rời hết chân rồi. Đây các bạn, đây là chị này bán mấy cái đồ trẻ con đây. Chào cháu. Bán mấy đồ trẻ con này các bạn. Đó là khu chợ này khá là nhộn nhịp các bạn. Mình đi một cái đấy. À, một cái vòng từ đường mình đi sang rồi bên này rồi. Hầu như là hai phía hai bên đều rất là nhộn nhịp luôn. Bạn này. Đi bán vòng này các bạn. Cái đó bằng đồng nha, đeo tới đợi cháu cắt luôn, vậy lên vậy đánh lớn cái sáng lên đánh chặt chà nó sáng lên là bằng đồng đồng đỏ. Cái này. Giá cả bán sao đây chị? 30.000. 30.000 là đồng giá hết à? Không.
chuối nè, chuối ăn giá ba. À chuối. À. Dạ 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 dạ. Dạ. Cái gì 50.000 một tổ. À dạ. Đây các bạn đẹp quá bạn. Wow, bonsai xinh tết đây. Mình sửa bằng bên này. Đây các bạn, giờ đã mình vào ăn tạm cái gì này. Đây có bánh canh này, mì quảng này, bánh ướt và bún thịt nướng này. Em chào chị. Chị em quay chút xíu được không? Em thấy chị bán đồ ngon quá à. À đây các bạn. Cái bát này bao tiền đấy chị, cái bát này nè? 35 ngàn. 35 ngàn một bát à? À cái nào cũng 35 hết á. 35 đồng giá hết à? À dạ. Cho em một thường thường cái này là chợ khô này là hôm nào là đông khách cuối tuần là chị? Nói chung là đây chợ này chợ tập trung mà lúc nào cũng đông đó. À hôm nào nó đông như này á? À đông tại vì chợ đêm mà. À chị bán này đâu ở đây lâu chưa chị? 20 năm. 20 năm ở đây luôn à? À 40 năm rồi kìa. À đây bên này là 40 năm rồi à? À dạ. Cô đây cô này, cô bán là... bán nước đây. Bác chào cô. Cô chỉ bán theo tiếng mà. À. Từ 5 giờ tới 12 giờ rồi 12 giờ tới sáng là có người khác. À, ban ngày có người bán luôn à. Rồi từ sáng tới sáng tới chiều có người khác thuê hết rồi. À. Mày bán theo giờ chứ không phải đất mày một chỗ bao nhiêu chủ mà nói. Đúng rồi, đúng rồi. À. Chợ. Cái là chuyên bán là đồ của miền Trung đó hả? Đúng rồi. À. Đấy, nhìn hấp dẫn quá à. Cái là ngày xưa có phải là gia truyền của gia đình hay là chị vào đây chị mới học làm này chị? Cái này à? À, dạ dạ. Em ở đâu? Em ở Nghệ An. Em là người Bắc chị. Em ở ngoài Lạng Sơn. Rồi em làm ở trong này á. Thế nên để rảnh đi làm mấy cái video cho mọi người coi ấy mà. Dạ. Chợ thủ này nó lâu rồi, lâu kiếp. À. Đúng không? Không có à. Cái chiều mai em ra nó cũng y vậy mà mất à. Em ra cũng y vậy. À đấy ạ. À. Ok về. Okay. Tô của em đâu ta? À cho em chưa à? À đấy ạ, đây. Mì này ăn nước ít, em ăn nước nhiều hay nước ít nè. Chị cứ làm sao mẹ em ăn là đầu em ăn luôn á. Chứ em chưa ăn mì Quảng bao giờ luôn. Đúng rồi. Em ở đây chủ yếu thi thoảng ăn hủ tiếu miền Nam thôi chứ miền Trung em chưa có ăn á. Ông ngoài Bắc là hay ăn phở thôi. Ừ. Em hay thích ăn phở. Bắc phở ngon mà. Đúng rồi. Phở Hà Nội là ngon. Đúng rồi, dạ. Ừ. Cái này nó có cái gì nhiều chị? Có tôm này. Tôm, trứng, tôm. Rồi gà, ba rọi. À. Nói chung là nó đủ thứ ấy, thập cẩm. Chị làm thập cẩm cho em. À, dạ vâng vâng. Dạ dạ. Rồi. Rồi, okay. Rồi em cảm ơn. Đây. Ờ thì tự cho một cái bàn em ngồi ra ok. Đây. Đây các bạn. Đây cũng là lần đầu tiên mình ăn cái món mì Quảng này luôn. 35.000 đây, 35.000 một suất. Còn
bạn thấy này, đây có tôm này, có trứng này. Đó, đây có một miếng, hai miếng thịt đây các bạn. Đó, bên này là bánh đa, ngoài Bắc gọi là bánh đa đây. Bánh đa rau sống. Ôi, mời các bạn nhá. Ừ. Cho hương vị không tồi các bạn. Cho nó có cả lạc nó mùi, nó bùi, ăn nó bùi bùi. Ăn gì à? Xin cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi, và nếu các bạn thấy video hay thì hãy like và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và cũng đừng quên bấm vào nút đăng ký, sau đó bấm vào biểu tượng hình quả chuông để có thể đón xem những video mới nhất trên kênh Ngọc Led nhé. Và bây giờ xin chào, cảm ơn và hẹn gặp lại.